Dạ con tự nuôi bản thân và mỗi hàng tháng con có chu cấp lại cho gia đình của con nữa. Khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi, ngon lành thôi. Hết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Ừ, lên. Ưu điểm hiền, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Quỳnh Như? Dạ, con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý. Năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con tự lập sớm. Con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi, giỏi dữ vậy. Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều không? Hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá là Linh. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con có thích. Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh. Nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là anh Linh dùng thử. Mời bên kia. Nói nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ, có. Có. Cắt sẵn, không có cắt sẵn. Trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi, xinh quá vậy trời. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ấy ha. Ăn bánh đi nhà gái coi sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Chị thay mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ, con cảm ơn cô. Cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Dạ. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Dạ. Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thực sự nó hơi giống mà rất là xinh luôn. Mấy mối tình này. Dạ, con cũng có một vài mối tình. Vài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, 3 mối tình. 3 rồi ha? Bên dạ. Kia một dài, bên đây ba. Mối dài nhất là một thập niên mà ba năm thì... ba năm hơn một chút. Ba năm hơn. Dạ. Sao chia tay? Dạ vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp
nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ thích, con cũng biết thích nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1, tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh Quân Linh và chị Hồng Vân, chào em gái. Chào các quý vị khán giả đang xem chương trình Vẫn Muốn Nẹ Nò. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như vậy nè. Cái này là cái tai nghe đi. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái tủ Như ra đi coi tặng gì nè. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Có cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được. Đúng thôi rồi. Con cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi, các bạn về chỗ đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái. Thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được. Nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên anh thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50 của công việc và 50 của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à.
Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bệ bộn. Cái đó có gì à, nếu em không ưng thì anh sửa sao. em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó tội nghiệp anh. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó, anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không, để anh có gì anh sẽ cố gắng? Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không làm một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm. Nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2-3-4 năm gì. Nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Tầm 1 năm là vừa. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa vậy? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho anh ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng. Mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đấy luôn này nọ, không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Xoay sở đó. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau. Để truyền cảm xúc cho nhau, mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt? Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất với, nhìn, với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi ế quá trời quá đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi, còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá, muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Thấy... Dạ, nóng trong người. Thấy trái tim mình nó là sao? Dạ, đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm một cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ.